Cửa hàng âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm có chất lượng tốt để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng. Clip của ngày hôm nay, cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ thông báo sản phẩm về trong ngày để quý khách hàng có nhu cầu, sở hữu và có thể tham khảo những sản phẩm bên cửa hàng. Thì các bác có thể xem kênh và có nhu cầu đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, ngày hôm nay thì cô chủ shop có về được hai sản phẩm đang trưng bày tại trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Sản phẩm về audio thì có một cặp loa duy nhất là một cặp loa Pure CS99A màng FB. Sản phẩm thứ hai là một chiếc đồng hồ Oro 54 máy 8 về với cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh và cửa hàng cũng đã trưng bày ở đây. Quý khách hàng mà có nhu cầu đặt hàng hoặc là yêu thích những sản phẩm gì thì các bác có thể liên hệ và có thể nhắn tin qua Zalo để cô chủ shop sẽ gửi hình chi tiết từng sản phẩm một quý khách hàng cần tìm. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn có những chiếc máy hút ẩm, những chiếc quạt đang có mặt tại đây. Thì các bác mà có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ với cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh để chốt đơn nhé. Hoặc là muốn xem hình chi tiết thì các bác cứ xem hình ạ. Vâng, bên cửa hàng thì có những chiếc đài, những chiếc âm ly, những chiếc đầu CD, những chiếc đầu băng cối vân vân. Và những sản phẩm khác như những chiếc đồng hồ hàng cao cấp này, những cặp loa này. Bên cửa hàng vẫn sẵn hàng để cung cấp cho quý khách hàng. Vâng, hôm trước thì bên cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh có về được một chiếc đồng hồ Oro 368. Chiếc này thì cũng zin nguyên con, đẹp xuất sắc, đang có mặt tại cửa hàng ở đây. Về hôm trước thì cô chủ shop có chụp hình đăng trên trang riêng rồi, cũng như là có bản test chuông để đăng trên trang riêng của cô chủ shop là trang Facebook hoặc là trang Zalo riêng. Thì quý vị và các bạn có thể liên hệ với số máy 0989 723 148. Các bác có thể được vào đó theo dõi và xem hình chi tiết của từng sản phẩm một. Vâng, về với cửa hàng ngày hôm nay thì bên cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh có về được một chiếc đồng hồ Oro 3. Xin lỗi, chiếc đồng hồ Oro về trong ngày hôm nay là chiếc 54 máy 8 đẹp xuất sắc và zin nguyên con. Chiếc này về trong ngày hôm nay với vẻ đẹp và hình thức thì cực kỳ là mới. Máy thì rất đẹp luôn. Đây, cô chủ shop sẽ cho các bác xem hình ạ. Đây ạ, máy vàng óng luôn nhá, đẹp xuất sắc luôn, vách trơn đấy. Máy đẹp lắm nhá các bác nhá. Đây là chiếc đồng hồ mà cô chủ shop đang quay và cho các bác xem hình máy trước đây ạ. Đấy, máy vàng óng, vách trơn cực đẹp luôn đấy. Vâng, đây là chiếc màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Chiếc đồng hồ mà cô chủ shop cũng đã trưng bày tại đây. Sau đây cô chủ shop sẽ test chuông để quý vị và các bạn cùng được nghe chuông. Chiếc này thì zin nguyên con, đẹp xuất sắc, kể cả chiếc 36 này cũng vậy, zin nguyên con nhé. Bên cửa hàng thì có những chiếc đồng hồ cao cấp hơn và những chiếc đồng hồ có mức tiền tầm trung kia, bên cửa hàng vẫn sẵn hàng. Chiếc về trong ngày hôm nay thì chuông hay và giá trị thì cực kỳ là hợp lý luôn. Zin nguyên con. Đây ạ. Quả lắc đây. Đấy, cô chủ shop sẽ quay chi tiết để quý khách hàng có thể được ngắm nhìn chi tiết chiếc đồng hồ này. Mặt đẹp xuất sắc luôn, không có bị sắt mẻ hay là vỡ dập đâu, kể cả thùng cũng vậy. Đấy, zin. Mặt đây, rất đẹp luôn nha. Chuông hay và rất là ngân luôn nhé.
các bác nghe chuông rất là ngân và hay luôn nhá. Em đã có một bản test riêng rồi đấy ạ. Bao zin bao đẹp cho các bác và chuông hay. Đầy đủ giấy tờ luôn. Đấy, chuông rất là hay và chiếc đồng hồ này thì zin 100%, zin nguyên con nên là các bác yên tâm. Khi các bác mua hàng thì các bác biết là chất lượng bên cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh cung cấp ra thị trường nó đẹp như thế nào rồi, thì các bác trước đây và sau này cũng vậy, vẫn biết là bên cửa hàng chuyên cung cấp những sản phẩm đẹp, giá trị nó có cao hơn thị trường một chút xíu, nhưng các bác mua được những sản phẩm mà các bác phải ưng ý và hài lòng, thì đấy cũng là thành công của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Và khi các bác chốt những sản phẩm thì các bác ưng thì các bác mới chốt, đúng không ạ? Thì bên cửa hàng vẫn lựa chọn những sản phẩm xuất sắc nhất để cung cấp cho quý khách hàng. Vâng, sản phẩm tiếp theo về trong ngày hôm nay thì bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh có về được một cặp loa Puller CS99A màng FB. Vâng, với những dòng loa cổ Puller CS99A thì là dòng hết số rồi, 77A, 88A, 99A, và hiện tại thời điểm này thì bên cửa hàng 77A cũng hết và 88A cũng hết hàng. Ngày hôm nay thì mới cập bến được với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh một cặp loa Puller CS99A màng FB trung mộc đẹp xuất sắc ạ. Vâng, trong những ngày chờ đợi hàng về thì hôm nay đã chính thức cập bến với cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh một cặp loa đẹp siêu xuất sắc luôn. Siêu xuất sắc luôn ạ. Puller CS99A màng FB. Đấy, các bác xem nhé. Tất cả thì phần e căng này. Từ phần lưới, từ phần mắt cáo. Tất cả thì không có hề bị thiếu mất một mắt nào cả. Rất đẹp luôn. Không có hề bị vỡ dập hay là vỡ góc vậy. Đấy. Bát đẹp, trung mộc. Tất cả thì những sản phẩm được tuyển chọn rồi, nên là các bác hãy yên tâm. Bởi vì những bộ xe phó mã này thì đa phần là các bác sưu tầm những sản phẩm đẹp để trưng bày tại phòng khách, hoặc là có thể làm những món quà tặng. Đây, Puller CS99A màng FB. Đây là chiếc thứ nhất. Sang đến chiếc thứ hai, cô chủ shop sẽ mở e căng để quý vị và các bạn có thể được ngắm nhìn và chiêm ngưỡng cặp loa đẹp như thế này đang có mặt tại cửa hàng. Và về trong ngày hôm nay thì cửa hàng cũng chờ đợi khá là lâu. Trong Tết thì có hàng và khách hàng cũng đã chốt đơn, thì cửa hàng cũng đã ship một cặp cuối cùng vào 28 Tết. Và ngày hôm nay thì cũng vài tháng Tết, bây giờ là sang tháng 3 rồi. Đấy, sang tháng 3 rồi. Và tháng 4 âm lịch, tháng 4 dương lịch rồi, mới có hàng về đây ạ. Mới có hàng về. Chuẩn bị hết tháng hôm nay là 12 tháng 4 rồi, 12 tháng 4 dương lịch rồi. À xin lỗi, 12 tháng, đúng rồi, 12 tháng 4 dương lịch mới có hàng về để cung cấp cho quý vị và các bạn đây. Và cũng không có nhiều, lựa chọn những cặp loa đẹp thì bên cửa hàng ngày hôm nay mới cập bến được một cặp loa Puller CS99A màng FB. Tất cả thì mộc mạc, zin nguyên bản, góc cạnh không có hề bị sứt mẻ, đẹp lắm luôn. Hồi đây, đấy, đây là những cặp loa tuyển chọn đấy nhé các bác nhé, nên là các bác hãy yên tâm, chỉ cần chốt đơn là sản phẩm các bác sẽ ưng ý luôn. Đấy, cặp loa Puller CS99A màng FB, hôm trước thì bên cửa hàng có cặp 77A màng FB nguyên thùng xốp, được đoàn khách hàng có địa chỉ ở Uông Bí, Quảng Ninh. Hạ Long, Quảng Ninh chốt đơn rồi ạ. Còn ngày hôm nay thì mới về được một cặp 99A siêu đẹp, siêu mới và siêu xuất sắc luôn. Cặp loa này thì không có điểm trừ để cho các bác có thể chê được cặp loa này. Tất cả từ phần e căng, căng màu xanh,
Và những cặp loa như thế này thì được tuyển chọn rất là kỹ. Cô chủ shop mua hàng kỹ tính luôn. Không có hàng thì kể cả có khách đặt thì cô chủ shop cũng bảo chờ hàng nào đẹp thì mới đấu giá và mua cho các bác. Nên là ngày hôm nay mới về được một cặp loa đẹp hoàn mỹ. Và cặp loa này thì còn nguyên cả tem nhá. Còn nguyên cả tem, nhưng mà tem thì cô chủ shop bóc hàng thì lại ở ngoài chiếc thùng ở trên kia, thì bây giờ đang quay hàng rồi nên là không nắp vào nữa. Nhưng ngày mai thì cô chủ shop sẽ chụp cả bộ tem lên ạ. Vâng, vậy clip của ngày hôm nay hàng về có hai sản phẩm như vậy. Và cô chủ shop cũng đã quay chi tiết từng sản phẩm một để quý vị và các bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp rồi. Các bác mà có nhu cầu đặt hàng bên cửa hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, clip này cô chủ shop xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.